Kiểm tra ca khúc Xót Xa sáng tác Tô Thanh Tùng, karaoke Tình Trần, hát trên micro Mark 56 kết hợp với mixer G7 Pro. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cá ước muốn tương lai, còn từ giờ chia tay chẳng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, người như không biết hay tìm quên đi. Từ khi em nỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót say cuốt phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng. Mưa rơi ướt trong tâm hồn, tình yêu chấm cánh bay đi, mang về trả lại chẳng sao. Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng, đời như chiếc lá rớt xuống bên sông. Hồi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Tóm lại micro Mark 56 này thì âm chép với âm bass đó, theo Khương cảm nhận là nó ngang nhau, nó không có dư chép dư bát. Khách mà mua hàng Mark 56 này về cứ để mặc định 50 ha. Khi nào cái giọng của mình ấm quá thì mình chỉ cần tăng khoảng 6 đến 70 chép là xong nha. Như vậy thôi, còn giọng nào ngược và ngược lại như vậy thôi. Micro này nó rất dễ chỉnh nha, Mark 56. Rồi, cảm ơn cả nhà nha.